chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì mình đã về tới nhà rồi đây. Thì hôm nay sau một cái trận khoảng này, một cái chặng đường khá là dài đi mua cá của mình, thì mình đã đem được những cái em cá này về được tới nhà rồi. Đây, đó, đây là những cái em cá của mình đã mua. Đó. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách xử lý cái những chú cá mới này. Đó, cách xử lý của những chú cá mới này khi mà mình mới đem về, sao cho nó an toàn, đảm bảo an toàn nhất cho những chú cá này. Đó, và cho cái đàn cá của mình. Thì mình quay camera lại cho các bạn thấy rõ hơn một xíu nhé. Hiện tại dụng cụ mình chuẩn bị là một cái hũ nhỏ nha các bạn. Đó, đây là cái bịch cá của mình. Thì mình sẽ cho nước vào. Nước vào cái hũ nhỏ này. Nước này là cái nước mình đã có thể nói là đã xử lý tương đối đảm bảo rồi. Đó, tương đối phù hợp với lại việc nuôi cá rồi. Thì ban đầu đáng lẽ ra thì mình sẽ cho cái cá vô cái hũ nước trước, đặng làm quen với cái lại cái nhiệt độ của cái hũ nước. Nhưng mà cái này mình nước mình đổ ít. Đó, nước mình đổ ít thành ra mình cũng không có cần thiết làm quen gì hết. Đó, phần nửa này phần nửa kia các bạn ơi, phần nửa nước mới và phần nửa nước đàn chứa cá của mình. Mình sẽ cho cá vào. Đó. Thì cá mình mới bắt về sẽ có một cái cá đi. Đó. Thì khi mà mình tới mình bắt thì trước đó là có những người tới khác tới bắt rồi, thành ra cá của mình nó sẽ có thể xuất hiện một cái một số tình trạng như là bị trầy ở thân. Đó, những cái vết thương đó nó sẽ có thể là những cái vết thương đó nó sẽ có khả năng làm cho cá của mình bị nấm, bị chết nha các bạn. Thì mình khi mà mình bắt cá về mình sẽ xử lý bọn chúng. Thì xử lý đây là tắm cho cá, ngâm thuốc các bạn. Đó, một là mình sẽ ngâm thằng thuốc sinh metilen này. Hai là mình sẽ ngâm cái này. Hai là mình sẽ ngâm bằng mũi hột. Đó, thì hai cá đều có cái nhược điểm, đều có cái ưu điểm hết. Là nó sẽ làm cho con cá mình, nó sẽ sát khuẩn cái vết thương trên cái thân của con cá mình, nó sẽ ngăn chặn nấm bệnh phát triển. Thì theo mình thì nên các bạn có cái nào thì các bạn sử dụng cái đó. Mình thì có hai cái, mình sẽ chọn cái thằng thuốc xanh này nha các bạn. Mình sẽ chọn thằng thuốc xanh này tại vì cái liều lượng của nó ấy, cái liều lượng của nó đã có chú thích ở trên đây sẵn luôn rồi này. Đó, nếu mà tắm cá thì là 2 đến 3 giọt cho 1 lít nước và tắm trong vòng 3 đến 60 phút. Đây, nó có ghi. Nó có ghi nào bạn. Đó, tắm cá 2 đến 3 giọt 1 lít nước trong vòng 3 đến 60 phút. Đó, mỗi ngày một lần và tắm trong vòng 5 ngày. Còn mà trị bệnh thì nó cũng có liều lượng luôn. Đó, thành ra mình sẽ sử dụng cái này. Cái liều lượng của nó muối hột mình chỉ là tổng thôi. Còn cái liều lượng của nó, cái liều lượng của thuốc này nó đã là có thể nói là mặc định sẵn rồi. Nó đã mặc định sẵn rồi. Nó sẽ đảm bảo một chút xíu về liều lượng. Thuốc xanh này thì ngâm nhiều quá không tốt luôn nha các bạn. Nó ngâm nhiều quá không tốt đâu. Nó sẽ có hại cho cá của mình chứ không phải có lợi đâu. Một lít nước bạn thấy không, hoặc là mình ngâm muối hột này. Muối hột này thì mình sẽ có một cái liều lượng nôm na theo cái nhiều kinh nghiệm của người ta truyền lại ấy, thì là 10 gram cho 10 lít nước thì nó sẽ đạt hiệu quả. Đó,
đó, tắm cái hộp nhạt cũng được, mà bạn ngâm thuốc xanh methylene này cũng được, tùy theo các bạn có cái nào các bạn thì sử dụng cái đó. Mình thì có hai cái, mình thì thực hiện chọn thuốc xanh. Cái cách này là cái cách phòng bệnh hiệu quả nhất cho cá mới đem về luôn đó các bạn. Bây giờ khi mà cá các bạn có thể mua ở tiệm, có thể mua ở trại ấy, có thể mua ở chỗ quen biết thì nó đỡ hơn, nhưng mà nếu mua ở tiệm á thì trước các bạn là khách, có nhiều khách khác người ta tới, người ta giới cá, người ta chưa chắc gì mà người ta biết, người ta lựa cá, người ta giới cá chưa chắc gì mà người ta biết làm như thế này đã sẽ có hại cho cá, sẽ gây cho đàn cá bệnh đâu. Người ta cứ lựa những con cá đẹp người ta vớt thôi đó, còn những con cá khác người ta không quan tâm. Thì cái việc đó, đó cái việc vô tình đó, đó lại gây thương tổn cho con cá, mà khi mà mình mua cá về mình phải phòng nấm bệnh là ngay chỗ đó đó bạn. Khi mà con cá bị thương tổn thì tất nhiên nó sẽ bị nấm này đó, bị khuẩn xâm nhập, sức đề kháng yếu. Và thêm các bạn khi mà đem cá về nó bị lạ chỗ, dạng như nó bị chưa thích nghi được cái môi trường mới thì nó lại dễ bị mắc bệnh nữa, cho nên cái xác suất của con cá của bạn bệnh và chết rất là cao đó. Và thêm một phần nữa thì các bạn nên hạ nước thấp thôi, đừng có để nước cao quá. Để nước cao quá thì có thể gây stress cho cá, nhưng mình để nước cũng thấp thôi, có 6 phần nước thôi đó. Cái dòng này mình mua là cái dòng mình cũng đã kiếm rất là lâu rồi, nay cũng mấy tháng rồi. Nay thì có ông anh ông thông báo có cái dòng này, thành ra mình vô mình bắt hai cặp về mình bổ sung cho cái độ phổ biến, cái độ sao ta có thể nói là phong phú hơn cho cái đàn cá của mình đó. Tiger King Cobra rất là đẹp, với một cái màu sắc hoa dạng thân và màu sắc hoa dạng đuôi. Về thì các bạn theo mình nghĩ thì các bạn không nên cho cá ăn liền đâu, tại vì mới mà chưa chắc kiểu bạn cho ăn thì bọn chúng đã ăn đó. Còn làm nước rồi thêm tạo điều kiện, còn làm nước dơ thêm tạo điều kiện cho các vi khuẩn có lợi chứ có hại, còn cho các vi khuẩn có hại phát triển nữa. Nên mình là khoan hãy cho ăn liền tầm 4 đến 6 tiếng sau, 2 tiếng ít nhất còn phải 2 tiếng, nhưng mà mình thì để cho 4 đến 6 tiếng mình sẽ cho chúng ăn ít. Các bạn có thể sử dụng vật chứa bất cứ cái gì cũng được, vật chứa nhỏ thôi,
vừa vừa đủ số lượng cá mình đựng thôi cũng được, không quan trọng lắm là vật gì, bể kiến hay là vật gì cũng được, hoặc là xô hoặc là chậu ấy. Nếu mà không có cái xô thì chắc mình có lấy cái tô bự ăn cơm mình đựng luôn ấy chứ không phải chơi đâu. Bởi vì đây là cái quy trình đầu tiên khi mà mới đem cá về đó, trước khi mà đem cá vô cái chậu hoặc là bể nuôi mới đó, thì mình sẽ thực hiện cái này. Nước thì mình cảm thấy mình quản lý càng ít, cái quy trình này thì nước mình cảm thấy quản lý càng ít càng dễ kiểm soát hơn đó, nhưng mà đừng có ít quá nha, ít quá là cá bạn thiếu nước đó. Mình để 5 đến 6 phần nước, 6 phần nước cái này tầm 6 phần nước để mình dời lên cái bình sau, mình để 6 phần nước rồi. Rồi, video của mình đến đây xin được phép kết thúc ở đây. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đó, hãy đăng ký và like cho mình nhé. Và hãy đóng góp ý kiến qua các phần bình luận phía dưới cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem. Tạm biệt các bạn.